Lần đầu tiên, Ngọc Nhi đã mạnh dạn thực hiện phần sashimi dưới sự hướng dẫn của đầu bếp. Trong tập này, hãy cùng Ngọc Nhi khám phá những món ăn thơm ngon hấp dẫn đến từ bàn bếp Teppanyaki. Hãy cùng xem phong cách phục vụ tại bàn bếp Teppanyaki của nhà hàng Kisho có gì đặc biệt. いらっしゃいませ. Trước tiên vào món ăn thì em xin phép mình làm trò một chút xíu cho không khí mình náo nhiệt hơn ha. Ok, dạ 1 2 3 dạ chị cẩn thận nha. Ok, 1 2 3 thì phải quay chi chi u tập phục thì thôi. Ok, quay chi chi sợ. Ok, quay chi chi mình cũng vứt phục. Dạ. Ok, nha, em chào chị. Ok, quay chi chi sợ. Ok, quay chi chi. Yeah. Welcome to Kisho, yeah. Giờ mình sẽ có phần rau xào ạ. À. Từ nay là mình có măng tây. À, cái này là mướp tây ạ. À. À, hành tây. Giờ mình cũng có bông cải, nấm cơ. Dạ, đây là những phần rau khai vị chứ. Món ăn ngày hôm nay là món chính mình gồm có là gan ngỗng của Pháp ạ. À. Đây còn đây là cá tiết Alaska. Ok. Dạ. Lần trước thì em cũng đã từng thưởng thức món ăn ở một cái bàn Teppanyaki. Và đó là một cái nhà hàng truyền thống. Còn ở đây là theo một, cũng là Teppanyaki nhưng mà theo một cái cách thể hiện hoàn toàn khác, rất là hiện đại và anh có nhiều trò rất là vui. Giữa một cái không gian mà nhiều bàn Teppanyaki bên cạnh nhau như thế này á, thì thực khách sẽ cùng nhau nhìn thấy những cái ngọn lửa, rồi nhiều cái âm thanh mọi người reo lên, chắc là không khí sẽ náo nhiệt. Dạ. Một chiếc ạ, đây là phần cá tiết ạ. Mà ngồi ở bất kỳ một cái bàn Teppanyaki nào chứ chết chính là mình được tận mắt nhìn thấy đầu bếp thực hiện từng cái động tác rất là điêu luyện, rất là nhanh nhạy, khiến mình giống như là mình có hào hứng hơn trước khi mà thưởng thức một cái món ăn nào đó. Và đặc biệt hơn nữa là mình có thể ngửi được cả cái hương vị và nhìn được cái màu sắc của món ăn. Nó giống như mình nhìn được màu sắc là từ lúc mà nó còn trắng cho đến là nó thành một cái màu vàng ươm chín vừa. Dạ. Yeah. Nó tiếng Alaska thì nó có giá trị dinh dưỡng rất là cao và đây là một trong những món mà đặc biệt của Kisho rất là nhiều khách yêu thích. Mà món này thì ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại chỉ có 3 nhà hàng bán cái loại cá tiết này thôi. Những cái âm thanh rất là vui tai. Cái này đó là sự khác biệt mà giống như Ngọc Nhi nói đó, giữa cái sự hiện đại và truyền thống. Thì hiện đại làm cho nhiều cái kỹ thuật sử dụng hơn, làm cho thực khách cảm thấy rất là hào hứng. Em thấy là miếng cá đang bắt đầu chín dần, bắt đầu săn lại luôn. Đúng rồi. Có một cái màu vàng rất là bắt mắt. Đầu bếp sẽ làm cho nó xém ở phía ngoài của miếng cá để cho nó giòn. Và ở trong em sẽ cảm thấy là khi mà em dùng nó sẽ nó mềm được, rất là ngon. Em biết là cái bàn Teppanyaki này ở mỗi một cái vị trí nó sẽ có cái nhiệt độ khác nhau. Cho nên là quan trọng là đầu bếp phải canh chỉnh được nhiệt độ và cái vị trí này. Cái sự khó chị thấy là rất là khó khi mà làm bếp Teppan. Tại vì nếu mà ví dụ như là như làm ở nhà đi thì mình rất là dễ là canh lửa rồi cũng như là cái gia vị nếm vào. Nhưng mà ở đây các bạn, em thấy là các bạn là phải biết là chính như em nói, cái vị trí nào trên bàn là nó nóng nhiều, nóng ít rồi mình không được thử nữa. Không, em phải cho gia vị nhưng em không được thử món. Với những đầu bếp mà thực hiện trước cái bàn Teppanyaki như thế này thì em nghĩ trước tiên là phải có rất là nhiều kinh nghiệm và có một cái khứu giác tốt, và họ cũng phải phán đoán được là khi nào thức ăn chín. Em nghĩ là chắc là đầu bếp của mình cũng đã làm ở đây rất lâu đúng không chị? Để mà đứng nấu trước khách
để mà có những cái món ăn thật là ngon và có kỹ thuật điêu luyện thì là đầu bếp ít nhất phải 5 năm kinh nghiệm rồi. Anh này là cũng có trên 5 năm kinh nghiệm rồi. Có mè vào rất là thơm. Tiếp này là mình sẽ có thêm sốt bơ tỏi ạ, cho chút xíu sake, nước tương Nhật ạ. Từng công đoạn và từng cái thao tác đầu bếp thực hiện đều được mình được chứng kiến tận mắt. Nên Ngọc Như nghĩ là nếu như những ai mà yêu thích ẩm thực được chứng kiến như thế này thì chắc chắn là cảm thấy sẽ rất là tuyệt vời và ngày càng yêu thích ẩm thực Nhật Bản. Wow, nước sốt đang được dưới lên, rất là thơm đó chị. Rất là hấp dẫn và nhìn thấy cái khói mà bốc lên nghi ngút là tuyệt vời quá chị. Rau củ này được làm chín rồi nhưng mà vẫn giữ được cái màu đỏ này, màu xanh nhìn rất là tươi. Bây giờ món đã hoàn thành xong rồi, mình xin dùng thử nha. Có hai loại nước sốt thì mình chấm với nước sốt nào chị? Dạ thì gọi là sốt cay là mình dùng với lại cá, còn sốt này là mình dùng với lại rau củ ạ. Vì cảm thấy thế nào? Em thấy cá rất là mềm, nó ngọt ngọt và em cảm nhận được cả từng cái thớ cá. Ngoài ra lúc nãy là em có thấy là có sử dụng bơ cho nên là cá của mình rất là thơm. Đặc biệt là cái nước chấm này nè, em nghĩ là nước chấm rất là quan trọng để tạo nên cái vị ngon của món cá này. Có một tí gì đó chua chua cay cay và hình như là có mùi xả đó đúng không? Cái công thức là phải hỏi đầu bếp rồi. Dạ, cái điểm chính là cuối sốt cay này là mình gồm có bao gồm có nước mắm, ớt và xả và chua. Sau đó là mình thêm một chút xíu ngò rí nên tạo ra cái mùi hương mà chị thưởng thức nó rất là thơm. Thì đúng là có kinh nghiệm, thử là biết liền. Dạ, món tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với chị, đây là món gan ngỗng của Pháp ạ. Mình sẽ ăn kèm với lại bánh mì bơ tỏi ha. Đầu tiên mình sẽ cho bánh mì vào trước. Món đầu tiên là em đã thấy là anh làm những cái động tác rất là điêu luyện và rất là thích mắt. Không biết là món thứ hai sẽ như thế nào, em sẽ chăm chú theo dõi. Ok. Dạ, đây là gan ngỗng ạ. Mình ướp với bột gì vậy anh? Dạ, gan ngỗng này là mình có một chút xíu bột bắp để phủ cái dàn áo nó lại thì mình để cho nó mau vàng với lại thơm hơn nè. Đầu bếp đã sáng chế ra một cái loại sốt mà nó rất là phù hợp và rất là ngon, làm nó dậy lên cái hương vị của cái gan ngỗng, đó là sốt đông biển với lại xoài. Nó mặn mặn, ngọt ngọt và chua chua hòa quyện với lại cái sự béo của gan ngỗng thì rất là ngon. Ngọc Nhi có thể là thưởng thức sau khi đầu bếp nấu xong. Dạ, sau khi đầu món gan ngỗng chín thì em có một trò chơi nhỏ để dành cho chị kép sự bất ngờ hơn ạ. Còn món này em mời chị là trứng sống chị ạ. Chị làm mẫu giúp em là chị cầm ngang lại ạ. Bây giờ em đếm từ 1 tới 3, chị chỉ cần hãy bỏng về cái hướng cái nón của em thôi ạ. Dạ, em mời chị ạ. Dạ, ok, 1, 2, 3. Bèo quá. Em đã cố tình là chơi khó là em thấy không có xa lắm rồi đó. Anh rất là nhanh nhẹn. Không biết anh Hiếu đã học bao lâu mình mới có thể làm được những cái trò như vậy? Cũng nhờ cái năng khiếu thì khi mình học thì khoảng chừng trong vòng 1 năm thì lúc đó mình có thể thành thạo, mình biểu diễn được rồi. Sau thời gian 1 năm đó thì mình từ từ mình rút ra kinh nghiệm và mình học hỏi được nhiều hơn. Vậy trong những cái lần đầu tiên mà anh Hiếu biểu diễn, có bao giờ mà anh Hiếu bắt hụt hay là bị người khác quăng vào cái bộ phận nào trên cơ thể không? Dạ cũng có ạ, đôi lúc ạ. Đầu bếp phải vô thay đồ thường xuyên. Miếng gan ngỗng đã bắt đầu chín vàng ở bên ngoài. Lúc nãy em thấy có một cái lớp bột bắp á, em nghĩ là chắc là miếng gan ngỗng của mình nó sẽ có độ giòn giòn ở ngoài đúng không? Đúng rồi. Khi mà đến với nhà hàng mình nó có rất nhiều món ăn, vậy thì không biết những món ăn nào sẽ đi cùng với những món ăn nào theo một cái set đó chị? Một set đó thường là mình sẽ có phần khai vị nè, rồi salad là rau xào như mình thấy, rồi món chính. Món chính thì rất là phong phú, từ hải sản, thịt bò wagyu, tôm hùm Canada hoặc là cua Alaska. Thường là bên chị sẽ hướng dẫn cho khách hàng là mình vừa có thịt bò mà vừa có hải sản cho cái bữa ăn rất là phong phú và đủ chất. Yeah, cái gan ngỗng này thì mình đi kèm với lại cái sốt gông biển ạ. Cái sốt mình có vị ngọt
Em đã từng ăn gan ngỗng rồi nhưng mà chưa bao giờ ăn cái món gan ngỗng mà. Với sốt rong, với sốt rong biển dạ. Nó còn có thêm phần đặc biệt nữa là xoài. Dạ. Có cả xoài. Dạ. Và cái sốt gan ngỗng này là nó có vị ngọt nên em mình dùng mình chế thêm mình dùng một tí xoài để cho nó có vị chua nó dịu lại, mình đi ăn kèm với là cái gan ngỗng rất là đặc biệt. Sao mình sợ với bánh mì chưa? Rõ ràng là ăn với bánh mì thì nó ngon hơn rất là nhiều. Đây là cái kiểu truyền thống mà em nghĩ là không thể bỏ qua. Ngoài ra thì có một tí xíu cái xoài ngọt ngọt chua chua khiến cảm giác nó rất là lạ. Cái gan ngỗng này là cái món gần cuối cùng, thì sau cái món cuối đó mình sẽ có cái món cơm chiên à. Là cái món cơm chiên đó mình sẽ có một cái tiết mục dành riêng cho trứng rất là. À, bây giờ em mời quả trứng của cha em đưa chị Trân nãy là bây giờ em mời lên chị Trân lên thử giúp em nha. Chị nghĩ là nên mời Ngọc Nhi đi. Dạ, em mời chị. Là mình sẽ có một trò chơi nhỏ nhỏ chị ha. Là mình đơn giản bây giờ em sẽ làm mẫu trước cho chị, mình chỉ có 4 động tác thôi ạ. À, giơ tay 1 2 3 và 4 ạ. Khó quá, anh làm lại cho em xem một lần nữa nha. Dạ, ok, mình được, bây giờ em làm lại 4 động tác ạ. À. 1 2 3 và 4 ạ. Rồi, em mời chị 1 2 3 hít 1. Dạ, cảm ơn chị. Dạ không sao ạ, em có thưởng thức em làm cơm chiên luôn ạ. Dạ, trong khi đợi chị thưởng thức mình em sẽ tiếp tục cái làm trứng nãy là chị chưa làm nữa. Ok, 1 2 3 hít. Nếu như mà không nói anh là đầu bếp thì em nghĩ trước đây anh đã làm nghề siết ảo thuật gì đó chị. Yeah, cái này anh sẽ chăm gửi tặng lại cho hai chị. Wow, hình trái tim hả anh? Kìa. Em sẽ công nhận là anh này rất là nhiều trò. Như thế này đầu bếp là phải nói là khổ luyện á. Em sẽ thấy là tay họ không thể nào chai được nữa, là bởi vì chai bị chai quá rồi. Đúng rồi, với lại là dao á, múa khi mà múa dao cắt vô tay rất là nhiều, giờ cắt vô ra không chảy máu luôn á. Cảm ơn chị Trân ngày hôm nay rất nhiều đã dành thời gian cho Ngọc Nhi thưởng thức rất là nhiều món ăn rồi cả những cái điểm đặc sắc của nhà hàng mình. Em thấy là nhà hàng Kisso quả là rất là thú vị. Khi mà đến với mỗi một nhà hàng á sẽ có một cái điều đặc biệt riêng, và thay vì một nhà hàng chuyên về món nóng, một nhà hàng chuyên về món lạnh thì ở nhà hàng mình là hội tụ rất là nhiều và phong phú đa dạng để thực khách có thể lựa chọn. Và với một cái bàn tép banh yaki mà có một anh đầu bếp rất là dễ thương và thực hiện được nhiều trò vui vẻ như vậy thì em nghĩ là bất kỳ ai, dù là người có yêu thích ẩm thực Nhật hay không, một người sành ăn hay là không sành ăn thì đến đây chắc chắn cũng sẽ quay lại. Dạ, cảm ơn Ngọc Nhi đến với cái show để chị có được cơ hội giới thiệu với em những cái nét đặc sắc của cái show, những cái món đặc trưng của cái show cũng như là cái bếp tẹp ban lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Mong là sẽ được gặp Ngọc Nhi về sau nữa và sớm nhất có thể. Khi đến với bàn bếp teppanyaki của nhà hàng Kisso, thực khách không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của ẩm thực tinh túy Nhật Bản mà còn được tham gia vào những trò chơi vui nhộn và thú vị. Chắc chắn đây sẽ là điểm hẹn quen thuộc của các tín đồ ẩm thực Nhật Bản yêu thích phong cách ẩm thực teppanyaki. Các bạn có thể tìm thấy nhà hàng Kisso tại địa chỉ 14 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Với các món ăn đa dạng phong phú mang đậm hương vị Nhật Bản, Kisso sẽ luôn mang đến sự hài lòng cho thực khách. Hãy cùng tham gia trả lời câu hỏi tương tác để nhận được những phần quà hấp dẫn từ nhà hàng Kisso ngay sau đây. Câu hỏi: món gan ngỗng áp chảo sẽ được ăn kèm với loại sốt và loại trái cây nào? A. Gan ngỗng sẽ ăn kèm với sốt táo và xoài. B. Gan ngỗng sẽ ăn kèm với sốt rong biển và xoài. C. Gan ngỗng sẽ ăn kèm với sốt rong biển và táo. Irasamase được phát sóng trên khung giờ J-Times tinh hoa Nhật Bản, độc quyền trên VTC8 View TV vào lúc 20:15 thứ năm hàng tuần. Hãy theo dõi và tham gia tương tác cùng chương trình để nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ Irasamase Saigon.